14 giờ chiều nay, cuộc họp báo chương trình Music Bank in Hà Nội đã chính thức diễn ra. Ngay trước đêm nhạc 9 giờ đồng hồ, mỗi nhóm nhạc đều có 2 thành viên tham dự, bao gồm O'Neill, Minho, nhóm Shiny, Hyorin, Seo, nhóm Sista, Suho, Chen, nhóm EXO, Jackson, GB, nhóm GOT7. Theo những chia sẻ của đại diện ban tổ chức Hàn Quốc cho hay, MC trong chương trình lần này sẽ do chính những nghệ sĩ của các nhóm nhạc đảm nhiệm. Cụ thể sẽ có 3 MC bao gồm O'Neill của nhóm Shiny, Bora của nhóm Sista, Chaeyon của EXO. Ngoài việc cung cấp thông tin về MC của chương trình, ban tổ chức cũng đã dành thời gian chia sẻ những tiết mục sẽ có. Đặc biệt, sẽ có những ca khúc Việt Nam được các ca sĩ Hàn Quốc thể hiện. Các nhóm nhạc cho biết họ vô cùng ngạc nhiên khi có đông fan đến vậy khi mới lần đầu đến Việt Nam. Đây sẽ là động lực cho nhóm cố gắng diễn thật tốt trong concert đêm nay. Music Bank là một trong những chương trình âm nhạc nổi tiếng nhất của đài KBS. Đây là nơi khán giả có thể xem những màn trình diễn đặc sắc của các ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Music Bank World Tour là tour lưu diễn thế giới nằm trong khuôn khổ chương trình Music Bank của đài truyền hình KBS. Chương trình đã đi qua nhiều nước trên thế giới và Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo của Music Bank. Chương trình đêm nay sau đó cũng lên sóng đài truyền hình KBS vào ngày 8 tháng 4 năm 2015.